Dư luận tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hoang mang trước thông tin một vụ thảm sát xảy ra trên địa bàn huyện này. Một nam thanh niên được cho là đã dùng hung khí sát hại cha, mẹ và bà nội vào chiều 11 tháng 3 năm 2019. Đến đêm cùng ngày, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Nghi can bắt đầu được xác định là Nguyễn Hoàng Nam, 26 tuổi. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 11 tháng 3, Nam về nhà bà nội tại xã Xuân Thới Thượng, sau đó Nam chém cha và bà nội. Khi nghe tiếng chi hô, người dân chạy vào thì phát hiện bà nội của Nam đã chết. Cha của Nam bị đứt gần lìa hai tay, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi đến nhà Nam ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, người dân phát hiện thêm mẹ cũng đã chết trước đó. Sau khi gây án, Nam lấy tài sản của gia đình rồi bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày thì bị bắt. Vụ việc vẫn đang được gấp rút điều tra. Theo thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh, trước khi gây án ở huyện Hóc Môn vào chiều 11 tháng 3, Nam còn giết một phụ nữ cũng là người thân trong gia đình mình.